Ủa đi được hả? Con nghĩ là kênh này cá chê nó nhiều nè. Trời ơi, ông bà sáng không giỡn nhóc luôn. Vậy hả? Ừ, hổng giỡn đó, 4-5 con cá chê đó. Nó trong cái ống bọng này đó nè. Trời ơi, đã vậy. Ống bọng này bích lên. Vậy vô rồi, bữa nay tôi mới khui ra đó. Ừ, bữa nay con vô rồi. Cá chê trắng không à? Đã vậy hả? Sáng không giỡn đụng mấy chục con cá chê nhỏ nhỏ mà cái nha. Trời, hai chồng ngồi đợi nè, đợi tối tối mới. Dạ. Cắm rồi đó, giờ ông đợi thuốc chuột. Nó ăn gì mà quá trời luôn. Vậy hả? Bỏ luôn ha. Gần nửa giờ lúa đó trời bự. Mình nó bỏ chân luôn đó. Vậy mà con tưởng đâu nãy giờ chú gãy phân không ạ? À? Gãy nào bỏ thuốc chuột á. Vô đi bắt ốc cùng về. Bỏ thuốc chuột. Bỏ nó bên đây nó qua nè. Dạ. Cá chê trong cái mấy cái vuông đó đó hả chú? Cá chê trong mấy cái vuông đó đó hả? Trong cống cống này nè. À. Cống này nè. Đã vậy đó ha. Ờ, ông đặt cái vớn nó trúng luôn rồi. Hai chồng em xin chào cô chú chị quý vị khán giả nha. Thì hôm nay hai chồng em trải nghiệm đi cắm câu cái đồng mới này cả nhà. Có cái kênh sau lưng của em nè cả nhà. Mới cuốc lên người ta làm lộ á. Bây giờ thấy có cá chê nó nhiều lắm cả nhà. Nó ngớp nhiều lắm. Rồi hai chồng em đi dọ mới qua đây cắm nè. Rồi xin mời cả nhà theo vợ chồng em đi trải nghiệm cắm câu nha. Hôm nay nay hai chồng em cũng tiếp tục cắm câu một chùng nha cả nhà. Con chùng này con dài này, không con này. Hôm nay tiếp tục cắm câu một chùng. Ở bên đó có giặt bầu á. Mướp bầu hay mướp? Bầu. Thấy nó mướp quá. Bầu á. Cắm hết cái cần này, bữa nay hai chồng em đi cắm có 6 mấy cần cả nhà. Ừ. Bữa nay trời trong á, gió mát anh. Rồi cắm xong còn sớm hái tiền lắm rồi muốn không? Ừ, muốn quá trời luôn. Trời mấy cái hôi hốn rồi. Ừ. Chiều mấy ông đi thăm ruộng đó, thuốc rồi ha, xa đối trồng mấy cái cờ mà trắng trắng đó, người ta làm cái gì cầm trên ruộng đó, mấy bọc trắng trắng đó, phải không? Ủa, em không biết mà sao em đố anh. Ở đó người ta đuổi chim mà. Ủa, chim có gì đâu mà đuổi. Vậy hả? Vừa tối nữa vậy. Ừ. Nó muốn quá trời, nó muốn ngon nè. Còn hồi hái vậy ngất vậy. Chứ ngon quá trời ngon, nó muốn nè. Hả? Nó lại ghét có cá đâu chùa. Cắm vừa chân rồi. Ồ, ở đây là anh thấy rồi đó nha, anh thấy nè. Thấy im đó nghe. Im không? Đừng cái quá trời đừng mộ nè em. Ừ. Im. Mấy anh đây luôn.
chồng em sợ không em? Không. À. Không sợ luôn. Không. Dạ, dữ ha. Ừ. Mà không bắt thôi. Chỗ đây ra muốn quá trời chồng. Hái còn hái đường hái lại nhất. Ừ. Có cá thì mình nấu chua, không có cá mình sao khỏi nè. Trời ơi, muốn nó non quá trời non. Đã chồng ha. Tắm ngủ mấy cần nữa không à? Giỏi quá. Hai chồng em cắm còn 5-6 cần nữa là hết rồi đó nha cả nhà. Muốn hết hồn không muốn luôn. Ừ. Cái kênh này không muốn giữ thì chắc. Hôm nay hơn không có mưa rồi anh. Ừ. Kinh luôn. Trời bắt đầu sụp tối rồi đó chồng. Ừ. Lỗ nhất nha. Ừ. Này ô cua với chuột ăn nè. Chết chưa. Chú bên kia chú bắt ốc bù vàng bên ruộng. Chồng em cắm gần xong rồi cả nhà ơi. À, nãy giờ em cắm từ dưới cũng xa xa dưới cả nhà dài lên tới lên đây cũng xa, sao mấy cần chia ra cắm cũng xa lắm á, kiếm lắm rồi. Muốn trước thì giờ không có cá, mình có rau mình ăn để tối không có thấy đường hái, thế rồi muốn non quá trời non. Tại đằng đó rồi không thấy đám, đằng đó mình cắm non ở đâu, xích đó đó, ở đâu đó, xích đó đó dưới kinh đó hả? Ừ. Anh lội ướt không? Dấu dấu vậy đâu sao đó. Quá là ướt nhẹp đó, đó cũng đó đó mòn luôn kìa. Đây là. Ừ. Nghe nha. Cầm muốn quá trời luôn là cặp bờ kinh. Cắm mà theo dọc có bờ kinh này nè cả nhà. Cầm muốn thấy cầm muốn non quá. Rồi hái lắm rồi muốn thủ trước đi ha. Không có cá mình có rau mình ăn. Dạ hút này non rồi. Ừ. Dạ. Nó non. Hái dựng nấm là đủ vợ chồng mình ăn rồi. Này về lặt lá bỏ vậy, lấy trọng thôi. Ừ. Này mà mấy người bán muốn ghiêu khoái lắm mà ta. Chứ nữa. Quá trời. Hái là non. Lâu lâu gặp cái đám rau muống thiên nhiên. À, khủng luôn. Đông mướt luôn ha. Bà trưởng anh ơi. Thích lên đây nè, đằng này cũng có nè anh. Thấy chỗ này nó non rồi. Ừ. Chung kinh nên tưởng cá mới đây ăn. Ồ phía bên đó nó mới non dữ rồi chồng. Nắm đủ rồi nghe chồng. Ừ. Qua trời đã. Ừ, ngay khúc đó non đó. Rau muốn đồng mà chánh cống. Được rồi chồng ơi. Qua đã. Non quá. Đó nha. Hái chút xíu góc trơn luôn nè. Ừ. Quá giờ đã. Hai chồng em đi ngồi lại kiếm chỗ nào ngồi đợi khoảng chừng tầm 8 giờ hơn 8 giờ về tập công nha. Đây. Rồi, xong. Đấm ra muốn quá non. Quay. Giờ cũng 8 giờ mấy rồi đó cả nhà. Tối quá rồi chứ trời đang mưa lâm cầm nữa. Hai chồng em chuẩn bị cuốn câu. Bị đi cuốn câu. Mong sẽ có cá. Giờ cắm đèn hả vậy? Đèn đem bãi cái ba lô. Hai chồng em giờ đi thăm cá nha cả nhà. Mưa. Mưa, trời đang mưa nữa. Chú đó chú nói
kịp đó, để con đi vòng lên. Đây đá cắm vòng vòng mấy cái ống bọng nhiều. Đi hợp. Đó, nghe vợ em. Rồi, phụ nữ tay yếu chân mềm mà cái tay. Tay không có mềm. Cầu mong có cá là chiều chú đó chứ nó. Cầu nó có liệt chứ vậy. Hả? Có không? Không có liệt. Có không chưa? Trời ơi. Chứ còn nó ngậm mồi. Có một con. Ở cái giớn là chiều chú nó nói đó. Ừ. Cái đèn này nó sáng nè. Ừ. Cái dây nó rất sẹo rồi đó, không biết sao à. Vậy hả? Vậy xéo hả? Quá. Đậu cá chi trắng bành ghê luôn vợ ơi. À dữ vậy. Quá. Dạ vậy lên vòng qua nó sảy bây giờ hả? Từ từ em ấy quá nó mới dậy nó sảy á. Từ từ nó lên nè. Chú chuyện của nó cá chi trắng thiệt mà. Quá. Gá. Ghê. Nè. Nó móc. Ôi. Cái gì trắng là cả nhà ơi. Chà bá luôn. Đã thiệt. Dây bự. Có đèn sáng. Ủa da. Ủa, nó gặt thấy không? Ừ. Cái chuyện nó móc nè, giờ có chút xíu đây nè. Ừ. Chú chịu chú nói đây cái kênh này cái gì trắng dữ lắm rồi. Dài. Nó cũng móc vô cái hàm dưới này nè chứ. Ừ. Ngậm nè. Thấy hai gai nào nè. Thấy. Ghê không? Ghê. Muốn nuốt lử luôn. Công nhận đó, đèn này theo sáng ghê à. Rồi vô nghe, một con nghe cả nhà. À. Vô. À, thành quá rồi. Cầm không dám. Vừa thấy rau muống sẵn rồi mà. Mình đã im rồi được rồi. Đây. Tiếp tục. Đỏ này thì bị té nha. Con cá làm vốn rồi. Trời ơi, trên bờ ra muống cũng non nè, đâu cần với ruộng. À, trên bờ ra muống nó khô, nó không có mềm. Ừ. Ba lô quả nổi không? Nổi lên quả chưa? Nói được rồi. Quả được. Đây một cần. Một cần nó đang ở đây. Có không nè? Quá. Không có dính. Không có dính là nó không có dính đó. Mười mấy cần rồi mới có một con một thôi. Meo lắm rồi nha. Chết chưa? Sao vậy? Đi qua đây rồi, bắt qua đây. Anh thì bay qua được đó hai em kìa. Ủa dạ. Để này đi giờ chút gom về. Ừ. Mấy cần rồi có con cá luôn. Lụm lụm có hàng, có hàng rồi. Phải không? Đâu? Kìa, thấy nó rỉ kìa. Nè, con có không? Tàu tàu cái tên này cá chê bự bự không sợ. Nó. Nó đó. Cá chê cái này cá chê bự bự không à? Dễ lên anh. Wow. Đó, hồi nãy. Nhớ hả? Đó hả? Chị trắng nữa nè. Đã quá. Đã không? Đã. Thấy cái gai thấy ớn chết. Mà đem ra kìm theo bé gai thì đem theo lộng cộng quá. Cầm đàng hoàng nha. Gần 20 cần nó dính có chút xíu hơn.
vô hai chú. Rau muống thì mình ăn được rồi đó. Có đất gì nhỏ rồi đó. Ừ. Trời tập. U da. Ý. Không sao. Có không em ru vậy? Ê, lâm, lâm, có, lâm, có. Thôi, 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 thôi. Thôi, cho em nghe. Im nha, im nha. Có, khá mượn anh ơi. Miếng cỏ hả? Ừ. Anh lên á. Thấy bây giờ. Thấy chứ chị. Ăn nó quán cỏ mà. Thấy chứ. Ồ, oh, bự, bự, bự nè. Đã quá. Ba chú. Kinh này cá chê không à. Chê nhiều. Ừ. Gai trong chảm ghê quá. Anh thả nó vô, anh thả móc. Thôi, thả vô móc khó gỡ lắm. Ừ. Móc, nó móc có chút xíu rồi. Cầm chắc là gai, thấy gai không? Ừ, thấy. Cũng được ha. Cái lưỡi câu nhà nó có cái ngạnh nha, không có cái ngạnh dính mèo mèo của này rớt trơn. Tính nghe cái chú đó ổng nói hay ha. Thì cá chết. Mấy cái kênh này người ta đâu có xịt được đâu. Ừ. Cỏ rác quá trời, rau muống rồi nhiều quá đó. Đâu có xịt được đâu. Còn vài cần nữa thì đâu ngồi. Vài cần nó giá gì vài con nữa. Vậy. Có không? Cẩn thận nha. Thấy rồi. Hai chồng em bữa nay hên chưa trên được ba con, gặn hết cầu ba con thấy im rồi đó. Chết quốc không có ở gì, hai con hết ba con vậy ba ơi. Em nhớ luôn mấy chục cân nè. Em đi đó đi, qua đây ngay cái bụi sậy đấy. Ai lụm 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 chơi lụm hả? Yeah. Ê để em qua đây cái chậm à. Để quay qua cho cả nhà mình xem cá kìa, cá lội kìa. Nè nè nè. Ồ, cá lội. Yeah. Rồi. Cá chê. Không biết trắng hay gì mà bự á. Dở lên đây chậm. Đó, cái trắng này vậy chậm à. Ồ, được rồi, được rồi, được rồi. Ê lắm. Ê sợ. Ê. Ok rồi. Lên 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 đi chứ. Nó mà làm quá trời. Ờ đã quá. Cái này cá chê nhiều ta. Ừ. Không quá trời à. Lấy mai mốt mua thêm đi. Làm thêm chừng 50 cân mới qua đây cắm chứ. Thôi được rồi, như 60 cân là đủ. Ồ trời, nó móc có chút xíu. Vô. Bốn chú chim no. Hồi nhớ nhắc anh quay lại chỗ kia lấy chỗ hai mét rồi. Ừ. Đó mát quá. Xình kìa. Cái xình này nó mới múc cỏ gì nè, chắc nó mới xuống. Chết quốc kìa. Cái này cây điện biển này vậy. Ờ. Ồ bông. Bông quá trời anh. Ừ, này phải được nhiều cây mới đủ ăn, với con cây thì phải hái đủ ăn. Ừ. Ủa, tối nó ngủ rồi, bông điện biển. Ngủ rồi à? Đó, nó khép lại sáng nó mới nở ra. Ừ. Ui dạ. Dạ té hoài luôn. Dễ trắng. Ê, hay lắm kìa. Dạ. Thiệt không? Kìa, câu lẹ kìa. Hên quá. Đó. Lẹ anh, xảy bây giờ. Từ từ. Em làm quá nó dậy nó mới xảy. Ừ, hay quá. Dạ. Cà chê không à. Lẹ anh, xảy. Dậy dữ nè. Ra lên tên coi. Sợ nó xảy không? Đó. Dậy dữ. Dậy kìa. Bự bự không à. Bự hơn mình cắm mấy cái đồng kia. Ừ. Chút xíu nó nẹt cái tay rồi. Dữ quá. Coi nè.
không giữ thấy sợ thiệt chứ. Mày này nắm được cái đầu trời ơi, giờ giấy dính ra cái sình không. Trời ơi, nay mình trúng bánh rồi. Đó bên chua rau muống được rồi. Ừ. Cái tre này cả nhà nó dãy dính cát nè. Cái trắng. Vô. Lụm gạo. Hết rồi chồng. Còn. Còn. Còn cả chục rồi. Cái chục rồi. Trời nó ụt. Ủng mắm gì ấy liệt nữa kìa, dính thiệt hả? Vậy á đó dạ. Không dính ra ấy vậy con ơi. Ồ sảy rồi. Ồ vậy nó liệt. Ồ nó bị vô cỏ quắn cỏ sảy tiêu rồi. Ồ tiếc quá trời luôn trời. Hai tại mình thăm vợ trễ ra. Cá này nó dính mau quá. Ừ. Thôi em. Hút bọc vô. Nó dính cái này gần cái hút mặt ập luôn rồi. Ừ. Ông không nói đúng á, bánh nó bọng nó qua. Còn đắng có gần hay gần nó giờ đứng đây đi. Mày cuốn. Thấy im rồi đó. 5 con. Đó, năm con là cái nè. Được 5 con. Cái chê không à, bự bự không à. Lại là chê rơm câu cái nữa, hai chồng em về. Thôi được 5 cá rồi cả nhà. Hai chồng em chuẩn bị về cầm cơm ăn nữa. Bây giờ cũng 8 mấy 9 giờ rồi. Rồi. Thôi hai chồng em về nha cả nhà. 5 con này nó hơi nặng á giờ. Ừ. Cả nhà, bữa nay thành quả hai chồng em đi cắm câu vô mánh nha. 5 cái chê bự lắm. Đấy. Cẩn thận gai. Đó. Nay đi trải nghiệm cái đầm này im quá cả nhà ơi. Cái kinh đó. 5 con cá bự. Hai chồng em bữa nay được 5 con cá chê. Dưới hồi nãy hồi chiều còn sớm đó, tranh thủ còn sớm hái được nắm ra muốn đồng à, tính xào tỏi ăn nhá. Giờ có cá chê kìa à, hai chồng em bây giờ làm đồ ăn nha. Hai chồng em làm ít con làm đồ ăn nha cả nhà. Rồi nha cả nhà, hai chồng em mới đi cắm câu về ha, được 5 cá chê em làm 3 con. Đây là nồi cơm mẻ dạo sẵn nha, họ bỏ nước sôi lên cho mình ăn cá chín ăn thôi à, hai chồng em ăn muối ớt với nắm ra muốn đồng hồi nãy nha. À, mà hai chồng em thấy hồi còn sớm đó cả nhà. Bây giờ nấu cá lên chín ăn cơm. Đặt cái hết cá luôn. Cá rồi xả, màu gai, quế. Hôm mới chặt. Ha. Chín kìa. Cái đầu mình nhúng ra muốn ăn. Giờ giảm hết chồng. Con nhận cá đầu nó cứng ha. Đã ha. Còn mẻ giờ sôi lên chút cá chín. Cái gì trắng ngon ghê luôn giờ. Ừ. Chín. Ăn như ra muốn đậu. Chút xíu có ăn đậu ha. Ừ. Bỏ vô nè, cho muốn trước. Khỏi ngắt, để gì dài cũng hỏi, tiêu nhẹ không phải. Trời dài quá. Rồi, vợ em bỏ rau vô hết luôn rồi đó nha. Sắp sửa ăn cơm. Thành quả hai chồng em lại đi cắm câu đó cả nhà, được 5 con nha. Về nấu cơm mẻ nha, với cơm muống đồng nãy hái được á. Giờ cơm cũng chín rồi, vợ chồng em mời cả nhà cùng ăn cơm cùng vợ chồng em nha. Ở nhà ăn cơm nha. Ăn cơm hay chồng em. Ừ, chú đó ông nói là cái kinh với cá chê nhiều. Chê đầu chín, đầu lưng luôn. Lâu
nước cơm mẻ nó ngọt ghê. Cái cháo nó nấu cơm mẻ ngọt. Mấy cơm mẻ nấu gì cũng ngon lắm trời. Đúng không? Ừ, cái chua ngon. Giờ lại dài cứ ngắt. Hết rồi chậm anh. Thôi, để lên chén. Dạ không được rồi. Chẳng biết, quất nguyên cái đầu cũng đi. Cá da. Ừ. Da ngon quá. Cái da thật thật thật. Cái này lâu lắm rồi nè. Ừ. Còn quá béo gà thật sự như heo nhỉ. Chè chẳng biết giờ thích ăn gì không? Gì? Cái đuôi đuôi béo gì đâu ngon quá. Là anh bỏ mấy trái ớt xanh vậy nó gì cay mẻ cay mới ngon. Làm cực nhiều với về cơm ngon chẳng ha. Ừ. Nào đưởng đó ít mũi à. Kinh đó người ta mới múc lên người ta làm cái lỗ lớn. Sau cá nở nhiều. Đâu có bị tiệt đó được. Đâu bằng đâu. Đâu lỗ được. Có cá chú lên trong bọn gà. Ừ. Trong bọn cá nhiều lắm. Cá ăn như vậy khác. Dài hết hộp. Giờ ăn vừa nóng vừa ngon ha. Bỏ rồi muốn vô hết không đi vậy. À, hết rồi bỏ nha. Đã. Bây giờ giàu ngon. Ngon cá là hết chứ đã phải ở nhà bạn nha cứ giữa nha vợ em mày thích ăn đuôi vậy ăn cá cho nó sướng nha. Đã. Cái tôm thêm gì đặc thôi còn nóng gì ăn ngon. Ừ. Hai chồng em hôm nay đi cắm câu được 5 con cá chê. Về hai chồng em nấu canh chua cơm mẻ nha, ăn với rau muống đồng á cả nhà. Ngon cực kỳ luôn. Rồi vợ chồng em xin cảm ơn cô chú anh chị và quý vị khán giả đã theo dõi hết video của hai chồng em nha. Đến đây thì hai chồng em xin kết thúc video tại đây. Kính chúc cô chú anh chị và quý vị khán giả được nhiều may mắn nha luôn, thành công trong cuộc sống nha. Chào tạm biệt cả nhà.